Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 78. Hỡi dân sự ta, hãy lắng tai nghe luật pháp ta, hãy nghiêng tai qua nghe lời của miệng ta. Ta sẽ mở miệng ra, nói thí dụ, bày ra những câu đố của đời xưa mà chúng ta đã nghe biết và tổ phụ chúng ta đã thuật lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy cùng con cháu họ, bèn sẽ thuật lại cho dòng dõi hậu lai những sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, quyền năng Ngài và công việc lạ lùng mà Ngài đã làm. Ngài đã lập chứng cớ nơi Gia-cốp, định luật pháp trong Israel, truyền dặn tổ phụ chúng ta phải dạy nó lại cho con cháu mình, hầu cho dòng dõi hậu lai, tức là con cháu sẽ sinh được biết những điều đó, rồi phiên chúng nó truyền lại cho con cháu mình, hầu cho chúng nó để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, không hề quên các công việc Ngài, song gìn giữ các điều răn của Ngài, để chúng nó chẳng như tổ phụ mình là một dòng dõi cố chấp phản nghịch, chẳng dọn lòng cho chính đáng, có tâm thần không trung tín cùng Đức Chúa Trời. Con cháu Ephraim cầm binh khí và dương cung, có xây lưng lại trong ngày chiến trận. Chúng nó không gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời, cũng không chịu đi theo luật pháp Ngài, quên những việc làm của Ngài và các công tác lạ lùng mà Ngài đã tỏ cho chúng nó thấy tại trong xứ Ai-cập, nơi đồng bằng Xô-an. Ngài làm những phép lạ trước mặt tổ phụ chúng nó. Ngài rẽ biển ra, làm cho họ đi ngang qua, khiến nước dựng lên như một đống. Ngài dẫn dắt họ ban ngày bằng áng mây, trọn ban đêm bằng ánh sáng lửa. Ngài bửa hòn đá ra trong đồng vắng, ban cho họ uống nước nhiều như từ vực sâu ra. Ngài cũng khiến suối từ hòn đá phun ra và làm cho nước chảy ra như sông. Dầu vậy, họ cứ phạm tội cùng Ngài, phản nghịch cùng đấng chí cao trong đồng vắng. Trong lòng họ thử Đức Chúa Trời mà cầu xin đồ ăn theo tình dục mình. Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời mà rằng: Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao? Kìa, Ngài đã đập hòn đá, nước bèn phun ra, dòng chảy tràn. Ngài há cũng có thể băng bánh sao? Ngài há sẽ sắm sửa thịt cho dân Ngài ư? Vì vậy, Đức Giê-hô-va có nghe bèn nổi giận, có lửa cháy nghịch cùng Gia-cốp, sự giận nổi lên cùng Israel, bởi vì chúng nó không tin Đức Chúa Trời, cũng chẳng nhờ cậy sự cứu rỗi của Ngài. Dầu vậy, Ngài khiến các tầng mây trên cao và mở các cửa trời, cho mưa mana xuống trên họ đặng ăn và ban cho lúa mì từ trên trời. Người ta ăn bánh của kẻ mạnh dạn, Ngài gửi cho họ đồ ăn đầy đủ. Ngài khiến gió đông thổi trên trời, nhờ quyền năng mình Ngài dẫn gió nam. Ngài khiến mưa thịt trên chúng nó như bụi tro, và chim có cánh cũng nhiều như cát biển. Ngài làm các vật đó sa xuống giữa trại quân, khắp chung quanh nơi ở chúng nó. Như vậy, chúng nó ăn được no nê chán láng, Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó ước ao. Chúng nó chưa xây khỏi điều mình ước ao, vật thực hãy còn trong miệng chúng nó, bèn có cơn giận của Đức Chúa Trời nổi lên cùng chúng nó, giết những kẻ béo hơn hết, đánh hạ những người trai trẻ của Israel. Mặc dầu các sự ấy, chúng nó còn phạm tội, không tin các công việc lạ lùng của Ngài. Vì cớ ấy, Ngài làm cho các ngày chúng nó tan ra hư không, dùng sự kinh khiếp làm tiêu các năm chúng nó. Khi Ngài đánh giết chúng nó bèn cầu hỏi Ngài, trở lại tìm cầu Đức Chúa Trời cách sốt sắng. Chúng nó bèn nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là hòn đá của mình, Đức Chúa Trời chí cao là đấng cứu chuộc mình. Nhưng chúng nó lấy miệng vua nịnh Ngài, dùng lưỡi mình nói dối với Ngài. Vì lòng chúng nó chẳng khắng khít cùng Ngài, chúng nó cũng không trung tín trong sự giao ước Ngài. Nhưng Ngài vì lòng thương xót, tha tội ác cho, chẳng hủy diệt chúng nó. Thật, nhiều khi Ngài xây cơn giận Ngài khỏi, chẳng nổi giận đến cực kỳ. Ngài nhớ lại chúng nó chẳng qua là xác thịt, một hơi thở qua rồi không trở lại. Biết mấy lần chúng nó phản nghịch cùng Ngài nơi đồng vắng và làm phiền Ngài trong chỗ vắng vẻ. Chúng nó lại thử Đức Chúa Trời
trêu chọc Đấng Thánh của Israel. Chúng nó không nhớ lại tay của Ngài, hoặc Ngài Ngài giải cứu chúng nó khỏi kẻ hà hiếp. Thế nào Ngài đặt các dấu lạ mình tại Ai Cập và những phép kỳ mình trong đồng Soan, đổi ra huyết các sông và các dòng nước chúng nó đến đổi không thể uống được. Ngài sai muỗi cắn nuốt họ và ếch làm hại chúng nó, cũng phó huê lợi chúng nó cho châu chấu, nộp bông trái công lao họ cho cào cào. Ngài phá vườn nho chúng nó bằng mưa đá, hủy cây sung họ bằng tuyết giá, cũng phó trâu bò chúng nó cho mưa đá và nộp bầy chiên họ cho sấm sét. Ngài thả nghịch chúng nó cơn giận dữ Ngài, sự thịnh nộ, sự nóng nả và gian truân, tức là một lũ sứ tai họa. Ngài mở lối cho cơn giận Ngài, chẳng dung thứ linh hồn họ khỏi chết, bèn phó mạng sống chúng nó cho dịch hạch, cũng đánh giết mọi con đầu lòng trong Ai Cập, tức là cường tráng sinh đầu ở trong các trại cham. Đoạn, Ngài đem dân sự Ngài ra như con chiên, dẫn dắt họ trong đồng vắng như một bầy chiên. Ngài dẫn chúng nó bình an vô sự, chúng nó chẳng sợ chi, còn biển lấp lại những kẻ thù nghịch họ. Ngài đưa họ đến bờ cõi thánh Ngài, tức đến núi mà tay hữu Ngài đã được. Ngài cũng đuổi các dân khỏi trước mặt chúng nó, bắt thăm và chia xứ làm sản nghiệp cho họ, khiến các chi phái Israel ở trong trại của các dân ấy. Dầu vậy, chúng nó thử và phản nghịch Đức Chúa Trời chí cao, không giữ các chứng cớ của Ngài, nhưng trở lòng ở bất trung như các tổ phụ mình. Chúng nó xịa như cây cung sai lệch, nhưng vì các nơi cao, chúng nó chọc giận Ngài, dục Ngài phân bì tại vì những tượng chạm. Khi Đức Chúa Trời nghe điều ấy bèn nổi giận, gớm ghiếc Israel quá đỗi, đến nỗi bỏ đền tạm tại Silo, tức là trại Ngài đã dựng giữa loài người. Phó sức lực Ngài bị dẫn tù và nộp vinh hiển Ngài vào tay cừu địch. Ngài cũng phó dân sự Ngài cho bị thanh gươm và nổi giận cùng cơ nghiệp mình. Lửa thiêu nuốt những gã trai trẻ họ, còn các nữ đồng trinh không có ai hát nghinh thú. Những thầy tế lễ họ bị gươm sa ngã, song các người quá bụa không than khóc. Bây giờ Chúa tỉnh thức như người khỏi giấc ngủ, khác nào kẻ mạnh dạn reo la vì cớ rượu. Ngài hãm đánh những kẻ cừu địch lui lại, làm cho chúng nó bị sỉ nhục đời đời. Vả lại, Ngài từ chối trại Joseph, cũng chẳng chọn chi phái Ephraim, bèn chọn chi phái Juda là núi Sion mà Ngài yêu mến. Ngài xây đền thánh Ngài giống như nơi rất cao, khác nào trái đất mà Ngài đã sáng lập đời đời. Ngài cũng chọn David là tôi tớ Ngài, bắt người từ các chuồng chiên. Ngài đem người khỏi bên các chiên cho bú, đặng người chăn giữ Gia-cốp là dân sự Ngài và Israel là cơ nghiệp Ngài. Như vậy, người chăn giữ họ theo sự thanh liêm lòng người và lấy sự khôn khéo tay mình mà dẫn dắt họ. Chương 11. Vậy tôi nói, Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Vì chính tôi là dân Israel, dòng dõi Abraham về chi phái Benjamin. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli sao? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng: Lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài, tôi còn lại một mình và họ tìm giết tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thế nào? Ta đã để dành cho ta 7.000 người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt ba anh. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa, bằng chẳng thì ơn không còn phải là ơn. Vậy thì làm sao? Ấy là dân Israel chẳng được điều mình tìm, song những kẻ lựa chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng. Như có chép rằng: Đức Chúa Trời đã cho họ mờ tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe cho đến ngày nay. Lại David có nói: Ước gì bàn tiệc của họ trở nên bẫy lưới, nên dịp vấp chân và sự phạt công bình cho họ. Ước gì mắt họ mù không thấy được, và lưng họ cứ khom luôn.
Tôi lại hỏi rằng, có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoại, hầu để dục lòng tranh đua của họ. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém suốt họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thịnh vượng của họ. Tôi nói cùng anh em là người ngoại. Bấy lâu tôi làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi làm vinh hiển chức vụ mình, cố sức để dục lòng tranh đua của những kẻ đồng tộc tôi và để cứu mấy người trong đám họ. Vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? Và nếu trái đầu mùa là thánh thì cả đồng cũng thánh, và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây olive hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây olive, thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Ngươi sẽ nói rằng các nhánh đã bị cắt đi để ta được tháp vào chỗ nó. Phải lắm, các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn. Chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi, vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhạc của Đức Chúa Trời. Sự nghiêm nhạc đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng ngươi cũng sẽ bị chặt. Về phần họ, nếu không ghi mài trong sự chẳng tin thì cũng sẽ được tháp, vì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào. Nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây olive hoang thuận tánh mình mà được tháp vào cây olive tốt nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây olive mình. Và hỏi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu. Như có chép rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Nếu luận về tin lành thì họ là nghịch thù bởi cớ anh em, còn luận về sự lựa chọn thì họ được yêu thương bởi cớ các tổ phụ, vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Lại như khi trước anh em đã nghịch cùng Đức Chúa Trời mà bây giờ được thương xót bởi sự nghịch của họ, thì cũng một thể ấy, bây giờ họ đã nghịch hầu cho cũng được thương xót bởi sự thương xót đã tỏ ra với anh em. Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch, đặng thương xót hết thảy. Ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài, hay là ai đã cho Chúa trước đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Chương 8. Kế đó Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, trỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi. Kìa, ta đã phó vào tay ngươi vua A-hi dân sự, thành và xứ của người. Ngươi phải đãi A-hi và vua nó như ngươi đã đãi Jericho và vua nó. Nhưng các ngươi sẽ đoạt lấy hóa tài và súc vật cho mình. Hãy phục binh sau thành. Vậy
Giô-suê đứng dậy cùng các quân lính đặng lên đánh A-hi. Người chọn 30 người mạnh dạn sai đi ban đêm và truyền lệnh này rằng: hãy coi, các ngươi sẽ phục binh sau thành, chớ giang ra xa thành quá, hãy giang cho sẵn. Còn ta với cả dân sự theo ta sẽ đi gần lại thành. Khi chúng nó ra đón đánh chúng ta như lần trước, thì chúng ta sẽ chạy trốn trước mặt chúng nó. Chúng nó sẽ rượt theo chúng ta cho đến chừng chúng ta dụ chúng nó ra cách xa khỏi thành, vì họ nói rằng chúng nó chạy trốn ta như lần trước. Trong lúc chúng ta chạy trốn trước mặt chúng nó, thì các ngươi sẽ ra khỏi nơi phục binh mà hãm lấy thành. Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ phó thành vào tay các ngươi. Khi các ngươi chiếm thành rồi, thì phải phóng hỏa nó, hãy làm theo lời của Đức Jehovah. Hãy coi, này là lệnh ta truyền cho các ngươi. Vậy, Giô-suê sai các người đó đi, họ phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi, về phía tây của A-hi. Còn Giô-suê đêm đó ngủ tại giữa dân sự. Kế ấy Giô-suê dậy sớm, điểm dân sự, người cùng các trưởng lão đi lên trước mặt dân đến thành A-hi. Hết thảy quân lính theo người đi lên đến gần trước mặt thành và đóng trại về phía bắc A-hi. Có cái trũng chạy dài giữa họ và thành A-hi. Giô-suê bèn đem chừng 5.000 lính phục giữa khoảng Bê-tên và A-hi về phía tây của thành. Khi dân sự đã đóng trại nơi phía bắc của thành và phục binh về phía tây rồi, thì đêm đó Giô-suê đi sớm tới trong trũng. Vua thành ấy vừa thấy điều đó, người ta bèn lật đật dậy sớm. Vua và cả dân sự người đều đi ra đón Israel tại nơi đã chỉ bảo về phía đồng bằng đặng giao chiến. Song vua không biết rằng có một đạo binh phục ở phía sau thành. Giô-suê và cả Israel để cho chúng nó đánh bại mình và chạy trốn về phía đồng vắng. Hết thảy dân sự trong thành đều hiệp lại đặng đuổi theo. Vậy chúng rượt theo Giô-suê và bị dụ cách xa khỏi thành. Chẳng có một ai ở thành A-hi hay là ở Bê-tên mà không ra đuổi theo Israel. Họ bỏ thành trống không để đuổi theo Israel. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: hãy giơ giáo ngươi cầm nơi tay ra về hướng thành A-hi, vì ta sẽ phó thành vào tay ngươi. Giô-suê bèn giơ giáo mình cầm nơi tay ra về hướng thành. Vừa giơ tay lên, binh phục lập tức đứng dậy khỏi chỗ mình núp mà chạy vào thành, chiếm lấy và phóng hỏa nó. Người thành A-hi quay lại, nhìn thấy khói đốt thành bay lên trời. Họ chẳng một phương thế nào đặng trốn về phía này hay là phía kia. Vả, dân sự chạy trốn về phía đồng vắng, trở lộn lại đánh những kẻ rượt đuổi theo mình. Khi Giô-suê và cả Israel thấy binh phục đã lấy thành và khói đốt thành bay lên, bèn trở về đánh người A-hi. Các binh khác cũng ra khỏi thành đón đánh dân A-hi. Như vậy, chúng nó bị dân Israel vây phủ, bên này có đạo này, bên kia có quân kia. Người ta đánh chúng nó đến nỗi không còn để lại kẻ nào sống hay là cho ai thoát được. Binh bắt sống vua A-hi và dẫn đến cùng Giô-suê. Khi dân Israel đã giết xong hết thảy người thành A-hi, hoặc trong đồng ruộng hay là trong đồng vắng là nơi chúng nó bị đuổi theo, và khi hết thảy đến đổi người chót đã ngã rạp dưới lưỡi gươm rồi, thì dân Israel trở về A-hi và giết bằng lưỡi gươm những kẻ còn ở tại đó. Trong ngày đó hết thảy người A-hi nam và nữ đều bị ngã chết, số là 12.000 người. Giô-suê chẳng rút lại tay mình đã cầm giơ thẳng ra với cây giáo cho đến chừng nào người ta đã diệt hết thảy người thành A-hi. Song dân Israel cướp cho mình những súc vật và hóa tài của thành này, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Giô-suê. Vậy Giô-suê phóng hỏa thành A-hi và làm cho nó ra một đống hư tàn đời đời, y như hãy còn đến ngày nay. Người biểu treo vua A-hi lên trên một cây và để đó cho đến chiều. Nhưng khi mặt trời lặn, Giô-suê biểu người ta hạ thây xuống khỏi cây. Người ta đem liệng thây đó nơi cửa thành và chất lên trên một đống đá lớn, hãy còn đến ngày nay. Bây giờ Giô-suê lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel tại trên núi Ê-ban, y như Mô-sê tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã dặn biểu dân Israel và đã có chép trong sách luật pháp Mô-sê. Ấy là một bàn thờ bằng đá nguyên khối
sắt chưa đụng đến. Ở đó dân sự dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va và dâng của lễ thù ân. Tại đó Giô-suê cũng khắc trên đá một bản luật pháp mà Mô-sê đã chép trước mặt dân Israel. Cả Israel, các trưởng lão, các quan cai và các quan xét đứng hai bên hòm trước mặt những thầy tế lễ, người Lê-vi là người khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va. Những khách lạ luôn với dân Israel đều có mặt tại đó. Phân nửa này ở về phía núi Garisim và phân nửa kia ở về phía núi Eban, tùy theo lệnh mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va trước đã truyền cho chúc phước dân Israel. Đoạn Giô-suê đọc hết các lời luật pháp, sự chúc lành và sự chúc dữ y như đã chép trong sách luật pháp. Chẳng có lời nào về mọi điều Môi-se đã truyền dặn mà Giô-suê không đọc tại trước mặt cả hội chúng Israel, trước mặt đàn bà, con nít và khách lạ ở giữa họ. Chương 9. Khi hay được việc này, hết thảy các vua ở bên này sông Giô-đanh, hoặc ở trong núi, dưới đồng bằng, hay là dọc bãi biển lớn đối ngang Liban, tức là các vua dân Hê-tít, dân Amorít, dân Canaan, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, đều rập một ý hiệp với nhau đặng giao chuyến với Giô-suê và Israel. Khi dân Ga-ba-ôn đã hay điều Giô-suê làm cho Giê-ri-cô và A-hi, bèn tính dùng mưu kế. Chúng nó giả bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình và bầu chứa rượu cũ rách vá lại. Dưới chân mang giày cũ vá và trên mình quần áo cũ mòn. Hết thảy bánh về lương bị họ đều khô và miếng vụn. Chúng nó đi đến gần Giô-suê tại trại quân Ginh-ganh mà nói cùng người và dân Israel rằng: chúng tôi ở xứ xa đến, vậy bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi. Dân Israel đáp cùng dân Hê-vít rằng: có lẽ các ngươi ở giữa chúng ta chăng? Vậy làm thế nào lập giao ước đặng? Nhưng chúng nó nói cùng Giô-suê rằng: chúng tôi là tôi tớ của ông. Giô-suê hỏi: các ngươi là ai, ở đâu đến? Đáp rằng: tôi tớ của ông ở từ xứ rất xa đến để tôn trọng danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của ông, vì chúng tôi có nghe nói về Ngài và mọi điều Ngài đã làm trong xứ Ê-díp-tô. Lại cũng nghe về mọi điều Ngài đã làm cho hai vua Amorít ở bên kia sông Giô-đanh là Si-hôn vua Hết-bôn và Óc vua Ba-sang ở tại Ách-ta-rốt. Các trưởng lão và hết thảy dân sự ở xứ chúng tôi có nói cùng chúng tôi rằng: hãy lấy lương thực dùng dọc đường đi đến trước mặt dân đó mà nói rằng: chúng tôi là tôi tớ các ông và bây giờ hãy lập giao ước cùng chúng tôi. Kìa, bánh của chúng tôi, ngày chúng tôi ra khỏi nhà đặng đi đến các ông, chúng tôi lấy nó đem theo làm lương thực vẫn nóng hổi mà ngày nay đã khô và bể vụn. Những bầu rượu này chúng tôi đổ đầy rượu hãy còn mới tinh, kìa nay đã rách. Còn quần áo và giày chúng tôi đã cũ mòn bởi vì đi đường xa. Người Israel bèn nhậm lương thực chúng nó, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Giô-suê lập hòa cùng chúng nó và kết ước cho chúng nó sống. Rồi các trưởng lão của hội chúng bèn thề cùng chúng nó. Nhưng ba ngày sau khi đã lập giao ước cùng chúng nó, dân Israel hay rằng: các người này vốn lân cận mình và ở tại giữa mình. Dân Israel lên đường và ngày thứ ba đến thành chúng nó. Và các thành của chúng nó là Gabaon, Kephira, Beeroth và Kiriath Yearim. Dân Israel không giao chiến cùng dân đó vì cớ các trưởng lão của hội chúng đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng dân đó. Nhưng cả hội chúng lầm bầm cùng các quan trưởng. Các quan trưởng bèn nói cùng cả hội chúng rằng: chúng ta đã chỉ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà thề cùng dân đó, vậy từ bây giờ chúng ta không thế hại chúng nó được. Chúng ta phải đãi dân đó như vậy, phải để cho chúng nó sống, hầu cho chớ vì cớ lời thề đã lập mà chúng ta khiến cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên chúng ta. Vậy các quan trưởng tỏ rằng chúng nó được sống, nhưng phải bị dùng để đốn củi xách nước cho cả hội chúng, y như các quan trưởng đã nói cùng chúng nó. Giô-suê bèn gọi dân đó mà nói như vậy: sao các ngươi đã gạt chúng ta nói rằng chúng tôi ở rất xa các ông, té ra các ngươi ở giữa chúng ta? Vậy bây giờ các ngươi bị rủa xả, không dứt làm tôi mọi, cứ đốn củi và xách nước cho nhà của Đức Chúa Trời ta.
Chúng nó bèn thưa cùng Giô-suê rằng: ấy là điều kẻ tôi tớ ông có hay rõ ràng. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã phán dặn Mô-sê, tôi tớ ngài, biểu ban toàn xứ cho các ông và diệt hết thảy dân ở trước mặt mình. Ấy vậy, chúng tôi vì cớ các ông lấy làm rất sợ hãi cho sự sống mình nên mới làm như vậy. Bây giờ chúng tôi ở trong tay ông, hãy đãi chúng tôi tùy ý ông cho là tốt lành và công bình. Giô-suê bèn làm như người đã nói và giải cứu chúng nó khỏi bị tay dân Israel giết. Trong ngày đó, người cắt chúng nó làm kẻ đốn củi và xách nước cho hội chúng và cho bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại trong nơi ngài chọn lựa. Ấy là điều dân đó hãy còn làm đến ngày nay. Cảm ơn Chúa lời của ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của ngài. Xin lời của ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi ngài. Xin Chúa cho con biết về ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.